Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 2 tháng 12 của Đô San Vina. Bản tin trưa nay có những nội dung chính sau đây. Đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên IHS chuyên trách. Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 lần thứ tư cho hơn 2.500 người lao động. Tặng 100 xuất quà an sinh công đoàn cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết nhằm đảm bảo không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động, cũng như giúp công ty tiết kiệm chi phí đào tạo. Đội IHS đã mời đối tác bên ngoài đào tạo cho 8 nhân viên phụ trách làm cơ sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn hạng C theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Khóa đào tạo dành cho người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 dưới sự dẫn dắt của các giảng viên đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đào tạo Khang Minh Phú thông qua hình thức trực tuyến. Các học viên đã cùng nhau tìm hiểu một số nội dung liên quan đến hệ thống, chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động, văn hóa an toàn tại doanh nghiệp, các kỹ năng biên soạn bài giảng, phương pháp huấn luyện, kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, kỹ năng tổ chức huấn luyện. Đây là chứng nhận vô cùng quan trọng, là điều kiện cần thiết để làm hồ sơ xin cấp phép chứng nhận huấn luyện an toàn hạng C, để hoàn thành khóa huấn luyện cũng như nhận được chứng nhận giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Các học viên phải hoàn thành bài kiểm tra sát hạch vô cùng khắt khe, cùng với sự tham gia giám sát trực tiếp của đại diện Cục An toàn lao động. Một khi đạt được chứng nhận này, công ty sẽ tự tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các nhóm 1, 2, 3, 4 và 6 theo quy định của pháp luật mà không cần phải thuê trung tâm bên ngoài trong thời gian tới. Điều này không chỉ giúp công ty tiết kiệm chi phí mà còn giúp nhân viên IHS nâng cao được trình độ nghiệp vụ của mình. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 11, Đô San Vina đã tổ chức đợt xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 lần thứ tư cho hơn 2.500 người lao động công ty và các nhà thuộc vụ nhằm giám sát tình hình sức khỏe của người lao động trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh hiện nay. Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hơn 1.700 ca mắc COVID-19 và đang có xu hướng ngày một phức tạp hơn khi xuất hiện nhiều ca mắc mới chưa rõ nguồn lây trong cộng đồng. Vì vậy, để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong công ty, Đô San Vina đã chủ động tiến hành xét nghiệm định kỳ COVID-19 cho tất cả người lao động công ty và nhà thuộc vụ. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 11, nhân viên phòng y tế của Đô San Vina đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp test nhanh kháng nguyên cho 1.334 người lao động công ty và 1.228 người lao động của 20 nhà thuộc phụ đang làm việc tại công trường công ty. Đây là đợt xét nghiệm lần thứ tư mà công ty thực hiện nhằm nhanh chóng phát hiện và ứng phó kịp thời để đảm bảo sức khỏe, sự an tâm cho người lao động cũng như giúp các hoạt động sản xuất của công ty luôn được giữ vững. Song song với việc tiến hành xét nghiệm định kỳ, công ty vẫn tiếp tục nâng cao các biện pháp phòng chống dịch, đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin nội bộ như truyền hình, radio, xe buýt và email, cũng như tuần tra xử lý các vi phạm về phòng chống dịch trong quá trình làm việc. Các bạn thân mến, chiều ngày 29 tháng 11 vừa qua, công đoàn công ty đã trao 100 xuất quà nằm trong gói an sinh công đoàn được phân bổ từ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đến cho 100 đoàn viên người lao động công ty bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, 100 xuất quà Đô San Vina nhận được nằm trong tổng số 3.000 túi an sinh công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ cho đoàn viên người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Dựa theo số liệu được phân bổ, công đoàn công ty đã chọn ra 100 đoàn viên người lao động đã và đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, như nằm trong khu vực phong tỏa, cách ly, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và trước đó chưa được nhận gói hỗ trợ nào khác từ công đoàn. Mỗi túi quà trị giá 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, tổng kinh phí cả chương trình là 600 triệu đồng, được trích từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đây là đợt hỗ trợ thứ 3 từ công đoàn dành cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ tư kéo dài từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Bản tin trưa nay của Đô San Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Đô San Vina DVTV V12 ngày 88.
Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin của Rosavina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và ISO với từ khóa Rosavina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.